Dạ, kính thưa các cha các má, kính thưa chư vị liên hiệu đồng tu, mới đây bạn đã trôi qua đã hết một năm nữa rồi, chỉ còn mấy ngày nữa là đã bước vào năm 2022, thật là rất là nhanh. Như trong bài của Phổ Hiền Cảnh Sắc, chúng ta có nghe có câu là một ngày đã qua màn cũng giảm dần, như cá thiếu nước có gì vui đâu. Mà bây giờ một năm nó lại trôi qua nữa rồi, một năm đã qua thì chắc chắn rằng hàng phàm phu chúng ta mạng cũng là giảm hết một năm rồi, nhưng tinh thần tu tập mình có giảm không ạ? Con xin hỏi đại chúng có giảm về tinh thần tu hành cầu nguyện vãng sanh không ạ? Dạ không. Dạ, rất là tốt ạ. Dạ, mặc dù thân thể và sức lực đều giảm, nhưng con cũng cầu chúc cho tất cả các cha các má, cái gì giảm thì giảm, nhưng tinh thần tu hành, tâm phát nguyện vãng sanh lúc nào cũng tăng trưởng. Cũng nhờ vào những ngày có những buổi Zoom được lão cư sĩ Diệu Âm khuyến tấn tu tập, hướng dẫn đại chúng niệm Phật, hướng dẫn tất cả các chúng ta thấy được pháp hộ niệm vô cùng quan trọng, vô cùng cần thiết, làm tăng trưởng niềm tin cho chúng ta trên con đường tu tập. Cũng mong tất cả các cha các má cùng như chúng con đây luôn luôn trân quý pháp hộ niệm, luôn luôn trân quý những giây phút, những lời khai thị từ lão cư sĩ Diệu Âm, để chúng ta nắm lấy được cơ hội sửa sai những gì mà trong con đường tu tập của chúng ta còn rất nhiều sơ suất, và tránh đi những nhà vướng mắc trong tâm trí của chúng ta, để chúng ta vơi đi những chướng ngại khi cuối đời cũng như lúc sắp sửa xả bỏ báo thân, nó sẽ hiển thị trên tâm thức của chúng ta và chúng ta sẽ mất phần vãng sanh. Nhờ những lời khai giải của lão cư sĩ Diệu Âm mà chúng ta ngộ nhận ra được phàm phu việc hộ niệm vô cùng cần thiết. Kính xin các cha các má luôn luôn trân quý và chia sẻ pháp hộ niệm đến với gia đình, người thân, con cái, để tất cả người thân, con cái trong gia đình hỗ trợ con đường vãng sanh cho chúng ta, để chúng ta ai ai cũng được vãng sanh tại phương cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Và bước vào phần 2 là phần khai thị hôm nay. Hôm nay có một trường hợp đăng ký với ban tổ chức được khai thị hôm nay. Xin ban tổ chức chuyển đến cho camera Trương Tiến Sơn. Con xin phép được đọc thông tin ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Con là Vũ Anh Hoàng, pháp danh Đức Giới, ở ban hộ niệm Liên Hoa, ban hộ niệm đạo tràng Hoa Vô Ưu, Hà Nội. Kính xin lão cư sĩ Diệu Âm khai thị cho bác con là Trương Tiến Sơn, pháp danh Đức Sơn, 67 tuổi. Bác con bị ung thư máu, khó thở. Bác con vẫn còn tỉnh táo, ít ăn và trăn trở, khó thở, luôn đeo ống thở oxy. Mỗi lần bình oxy gần hết hoặc vặn to hoặc nhỏ thì bác rơi vào tình trạng lo sợ, cuồng cuộn. Bác có niềm tin nhưng còn yếu. Bác luôn luôn niệm Phật A-di-đà cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Bác không sợ chết, không sợ bệnh, không tham tiếc, luyến ái tài sản, không luyến ái người thân. Bác không giận hờn ai. Bác nói chỉ mong được về Tây Phương Cực Lạc. Gia đình bác có vợ và hai cậu con trai, con dâu đều tin tưởng và ủng hộ cho bác trên con đường di dân về Tây Phương Cực Lạc. Nhất là người vợ của bác chí thành chí thiết, lo lắng ngày đêm thiết tha mong chồng về Tây Phương Cực Lạc để thành Phật, liệu thoát sanh tử. Bác gái luôn luôn cầu A-di-đà Phật cho chồng có phước phần được gặp thiện chí thức, gặp được ban hộ niệm và gặp được thầy Diệu Âm, để được thầy Diệu Âm khai thị cho chồng, gia đình vợ con đồng lòng, đồng tâm ủng hộ tin tưởng, tiếp sức cho bác trên con đường về Tây Phương Cực Lạc. Gia đình đã mời ban hộ niệm, gia đình và bệnh nhân. Bác rất hoan hỷ, vui vẻ, lắng nghe những lời hướng dẫn của ban hộ niệm. Chúng con kính xin thầy khai thị và điều dạy chư vị oán thân trái chủ, chư vị trong pháp giới, để các chư vị cùng bác có niềm tin mãnh liệt vào đại nguyện của Đức Phật A-di-đà, cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, giúp bác trước giờ phút lâm chung tinh thần tỉnh táo, tâm không hôn mê, quyết lòng theo A-di-đà Phật nhập quốc tịch Tây Phương Cực Lạc. Chúng con kính xin cảm niệm tri ân lâu, tri ân công đức của thầy Diệu Âm và ban tổ chức Thế Giới Hội Niệm.
Chúng con kính chúc lão cư sĩ Diệu Âm trụ thế dài lâu cùng ban tổ chức và ban hộ niệm hướng dẫn, dìu dắt khai thị, nhắc nhở, sắp tấn được nhiều chúng sinh trên con đường về Tây Phương Cực Lạc. Kính chúc lão cư sĩ Diệu Âm thân tâm an lạc, tự tại, khi hết mạng báo thân này, bản sanh Tây Phương Cực Lạc, dự hàng thượng phẩm thường sinh và phân thân vô số ức, hóa độ chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúc Diệu Âm được vãng sanh thì Diệu Âm xin cảm ơn gia đình. Cảm ơn dữ lắm, nhiều lắm. Còn thượng phẩm thường sanh thì Diệu Âm không dám hứa đâu. Miễn là bác Đức Sơn vãng sanh về đó, rồi Diệu Âm cũng vãng sanh về đó, chúng ta tay trong tay. Lúc đó thì bác Tiến Sơn không phải là một người bình thường. Mà nếu Diệu Âm cũng vãng sanh về đó thì chúng ta không phải là người bình thường nữa. Thực sự là Diệu Âm vô cùng tán thán. Một là tán thán bác Đức Sơn hoàn hoàn hỷ hỷ quyết lòng vãng sanh. Xin cho tràng vỗ tay. Diệu Âm cũng xin thành tâm tán thán người bạn đời của bác Tiến Sơn. Thật sự là thành tâm tán thán. Và cũng tán thán luôn những người con trong gia đình của bác Tiến Sơn. Thôi thì bây giờ cho Diệu Âm tán thán luôn cả gia đình con đi. Chư vị ơi, thật sự nếu mà chư vị giữ đúng tâm nguyện này để hỗ trợ cho cha mình vãng sanh, để hỗ trợ cho chồng mình vãng sanh, và bác Tiến Sơn vẫn giữ đúng tâm nguyện này, quyết lòng quyết dạ niệm Phật để vãng sanh, thì ông tin tưởng rằng là A Di Đà Phật nhất định đưa bác Tiến Sơn về Tây Phương Cực Lạc. Bác Tiến Sơn sẽ là một người vãng sanh. Bác Tiến Sơn có thấy vui không? Vui không bác? Cái thông tin nói đây nói là khi mà oxy bị hết hay bị trở gì bác cuốn cuồng, nhưng mà bây giờ trước mặt giống rõ ràng là bác Tiến Sơn không dùng oxy nữa. Bác hình như là hoang hoang hỷ hỷ phải không? Đâu có gì đâu mà phải sợ. Chính vì thế, vì bệnh hoạn thử thách mình thì đây là cái điều hết sức bình thường. Xin gia đình đừng lo lắng quá. Tại vì chư vị nên nhớ là khi một người bị ung thư máu, lỡ có trở ngại gì, chỉ còn là mệt mỏi tự nhiên ảnh hưởng đến sắc mặt là cái chuyện vô cùng bình thường. Nhưng mà hiện tại thực sự bác Đức Sơn không dùng oxy nhưng mà vẫn vui. Tức là cái tinh thần của bác Tiến Sơn, bác Đức Sơn đã vững. Thì bác Đức Sơn ơi, hãy nhớ cho, thân mạng này tùy nghiệp mà sinh ra. Bây giờ giao cho nghiệp muốn xử sao xử đi, ta chẳng sợ nữa. Tinh thần của bác Tiến Sơn vững vàng, dũng liệt, gọi là đại dũng, đại tí, đại liệt, đại hùng, đại dũng. Niệm câu A Di Đà Phật, một đời này ta không thèm làm phàm phu trong cái thân của bác Trương Tiến Sơn nữa, mà bác Tiến Sơn đi về Tây Phương trước mặt gia đình, đi về Tây Phương trước thông tin của cho tất cả mọi người biết bác Tiến Sơn bản thân. Diệu Âm dám bảo đảm như vậy. Chư tổ nói là người nào thành tâm niệm Phật, người nào quyết chí tin tưởng, người nào tha thiết vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, nhất định phải ở trong cái dạng là muôn người niệm Phật, muôn người vãng sanh. Bác Tiến Sơn ở trong cái muôn người này, chứ không phải là ở trong cái vô lượng vô biên chúng sanh nằm trong cái dạng gọi là nhân thân năng đắc đâu, mà bác là ở trong cái dạng người là mười niệm tốc sanh.
Như vậy thì bắt đầu từ giờ phút này đến ngày mình ra đi, bác luôn luôn giữ vững tâm của mình trong câu A Di Đà Phật. Chiều không bác tiếng bác Đức Sơn, quyết chí nghe gia đình, chư vị nhìn đấy. Diệu âm khi gặp những trường hợp vững vàng như thế này, Diệu âm có thể nói với chư vị rằng, vạn nhân tu vạn nhân đắc, người nào có thành tâm vững thế này nhất định là những người vãng sanh. Và khi vãng sanh rồi, chư vị phải chứng minh cho tất cả mọi người biết rằng là đúng pháp niệm Phật là pháp đại cứu tinh, pháp hộ niệm cũng là pháp niệm Phật. Vậy cho chúng ta niệm Phật, vậy cho chúng ta bỏ những điều sơ xuất, và chúng ta quyết giữ tín hạnh nguyện vững vàng để chúng ta về Tây Phương. Chư vị thấy coi, hàng vạn người chết rồi đi đọa lạc, ta nhất định khi xả bỏ báo thân này, từ chối, quyết liệt từ chối cảnh đọa lạc mà đi về cảnh Tây Phương cực lạc. Rõ ràng đi đọa lạc cũng do mình sới bỏ đường bản sanh. Đi về Tây Phương thành Bồ Tát, thành Phật một đời này cũng do ta quyết lòng nghe lời Phật dạy, niệm A Di Đà Phật tới hơi thở cuối cùng, cầu nguyện vãng sanh Tây Phương cực lạc. Tất cả đều ở tại chính tâm lực của chính mình, tất cả đều ở tâm lực của bác Đức Sơn, tất cả đều ở chỗ hộ niệm của gia đình. Xin gia đình mình quyết lòng quyết dạ hứa với ông, nhất định vãng sanh Tây Phương cực lạc hết. Điều không bác Đức Sơn, điều không gia đình vững vàng lên nhé. Chư vị ơi, khi chúng ta vững vàng như vậy, dẫu trăng nhiều đời nhiều kiếp chúng ta cứ mê mờ tạo nghiệp trùng trùng, thì giờ phút này ta nhất định không theo nghiệp nữa, mà ta quyết lòng theo nguyện vãng sanh, để vãng sanh Tây Phương cực lạc. Vãng sanh xong thì bác Đức Sơn thành một vị đại Bồ Tát, nhất định phải nhớ đến diệu âm này. Xin với A Di Đà Phật cho diệu âm về sớm sớm Tây Phương cực lạc, nhất định sẽ có người khác thay cho diệu âm để mà nói chuyện hộ niệm cho chúng sanh, đúng không? Chúng ta hứa với nhau, người trước cứu người sau, cùng nhau về Tây Phương cực lạc thành tựu đạo quả hết. Chịu không bác Đức Sơn? Vững vàng không gia đình, nhớ phải hứa với diệu âm là tuyệt đối nghe lời ban hộ niệm. Ban hộ niệm dẫn điều gì lớn hoặc nhỏ, quen hoặc là điều gì mình cũng chấp tay thành tâm kính cẩn tri ân và thực hiện đúng, nhất định bác Đức Sơn được vãng sanh Tây Phương cực lạc. Chịu không? Chịu không bác Đức Sơn? Xin chư vị cho đàn vỗ tay năm câu lại để vững vàng không có sơ xuất nữa. Nguyện cầu chư vị trong pháp giới, khi chúng ta gặp những người quyết chí vãng sanh, tức là những người quyết lòng đoạn bỏ cái chấp phàm phu đại nạn từ trong vô lượng kiếp quá, tức là những người quyết lòng không đi theo dòng sinh tử nữa, quyết lòng trở về chân tâm thành đạo, vậy thì chúng ta cũng cùng nhau quyết lòng ly đoạn cảnh đời khổ nạn này, quyết tâm quyết chí niệm A Di Đà Phật để cùng nhau trở về Tây Phương, hợp với chư thượng thiện nhân, chư đại Bồ Tát cùng nhau thành Phật để cứu độ chúng sanh. Cầu mong cho tất cả chư vị sớm gặp A Di Đà Phật, sớm trở về Tây Phương, sớm chấm dứt cảnh khổ lụy, sớm thành Phật đạo, cứu độ chúng sanh. A Di Đà Phật. Vỗ tay đi bác Đức Sơn, vỗ tay đi gia đình. A Di Đà Phật. Dạ, A Di Đà Phật, thay mặt gia đình của bác Đức Sơn.
Thành tâm tri ân công đức là quý sĩ Diệu Âm. Và kính thưa các cha các má, một tràng pháo tay lớn để cho ủng hộ tinh thần của bác Đức Sơn. Qua cái trên video chúng ta thấy rằng gia đình của bác Đức Sơn vô cùng là thiết tha pháp hộ niệm, vô cùng thiết tha con đường vãng sanh, ủng hộ tinh thần cho bác. Tầm quan trọng của gia đình là tinh thần ủng hộ, hết lòng giúp đỡ để cho bác giữ vững niềm tin. Kính mong các cha các má thấy đây cũng là một cái điều mà giúp cho chúng ta thấy rằng sự ủng hộ của gia đình vô cùng quan trọng, và những lời khai giải của là cư sĩ Diệu Âm đến với bác Đức Sơn cũng là những lời khai thị nhắc nhở chúng ta luôn luôn chân quý pháp hộ niệm, luôn luôn quyết lòng giữ vững niềm tin và chia sẻ pháp hộ niệm đến gia đình để gia đình luôn luôn hỗ trợ cho mình để mình vững tâm vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Và tiếp đến A Di Đà Phật. Và tiếp đến là phần trả lời vấn đáp. Kính xin quý vị có câu hỏi cũng xin cố gắng rút ngắn câu hỏi và đi thẳng vào chi tiết câu hỏi, trọng tâm của câu hỏi, để tránh đi những kể lể những câu chuyện hay là những gì không cần thiết mà mất thời gian, vì thời gian có hạn, để dành thời gian cho những bạn đồng tu khác có cơ hội đặt câu hỏi. Và những lời giảng giải câu hỏi của từ lão cư sĩ Diệu Âm cũng chính là những điều chỉ điểm cho chúng ta để chúng ta rút ra được kinh nghiệm mà tu hành. A Di Đà.